Thưa các bạn, một vài lần lỡ đò, lỡ chuyến, vẫn hồn nhiên nghĩ mình còn trẻ, cứ thế xanh sang. Đến khi tuổi gần 60 mới tập đi. Từ đây ngày tháng tập đi bắt đầu. Đó chính là lược kích chân dung nhà thơ Lê Minh Quốc đến năm 2018. Nay chân dung ấy đã có điều thay đổi. Anh đã kết hôn với nữ phóng viên trẻ, sinh năm 1986. Và đã vui mừng chào đón con thơ. Lê Minh Quốc đã tôi thất tình. Dẫu thế, vẫn xin được trân trọng giới thiệu một bài thơ thất tình trong rất nhiều lần thất tình của anh, với lời chúc anh sẽ không còn bài thất tình nào nữa. Lời ca của con chim thất tình. Có thể nào níu rách trời xanh bằng lời của chim mềm hơn hơi thở. Tương tư em chính là tôi hoảng sợ như bước chân đi trên lửa hoang mang. Như thấp thỏm ngồi trên những đống than, tình yêu của tôi cháy bùng trong cơn sốt. Có hạt cát nào xốn sang trong mắt, tôi nhắm mắt là lại nhớ về em. Chỉ có riêng em trong giấc ngủ chênh vênh, lưng chẳng chạm giường, nửa đêm thức dậy. Em ở đâu, sao tàn nhẫn vậy? Xin hãy quay về, dù trong lúc chiêm bao. Tương tư em, tôi ốm sốt xanh xao, biếng nói, biếng ăn, mỗi ngày mệt lạ. Tôi như cây, mà tình yêu như lá, lá rụng rồi, cứ đau khổ trăm năm. Và tôi như một đứa trẻ đau răng, thèm nằm co ro cầm thư em đọc. Em nơi đâu mà quanh tôi hương tóc cứ thơm hòa như mỗi lúc gặp nhau. Có thể nào tôi vẫn cứ khổ đau, đôi đũa so le ngập ngừng tôi đợi. Một dáng đi quen, một bàn chân bước vội, một không gian tràn ngập tiếng cười em. Chỉ có riêng tôi lơ lửng bước trong đêm, không thể nào níu rách trời xanh được. Ngập lấy tương tư đã làm tôi say khướt, nên từ đây tôi nói giống như chim.